Thưa quý vị, hào quang là một hiện tượng tương đối phổ biến, tuy nhiên không phải lúc nào cũng dễ dàng quan sát được. Và để có thể nhìn thấy hào quang rõ ràng thì cần phải có điều kiện thời tiết thuận lợi và vị trí quan sát phù hợp. Và vào trưa nay thì người dân ở một số khu vực ở tỉnh Đồng Nai được chiêm ngưỡng hiện tượng hào quang trực rỡ xuất hiện trên bầu trời. Theo những hình ảnh ghi lại, mặt trời được bao quanh bởi một quần sáng nhiều màu sắc tạo nên khung cảnh vô cùng đẹp mắt màu sắc của hào quang thay đổi tùy theo vị trí quan sát và góc độ ánh sáng. Nhiều người bày tỏ sự thích thú và bất ngờ trước vẻ đẹp này. Theo Đài khí tượng Thủy văn Đồng Nai, hào quang là một hiện tượng quan học thường gặp trong tự nhiên, được hình thành do sự khúc xạ ánh sáng mặt trời qua các tinh thể băng trong mây. Khi có sự thay đổi về nhiệt độ và độ ẩm trong khí quyển, các tinh thể băng này sẽ hình thành và tập trung tại một số khu vực nhất định tạo nên hiệu ứng quan học này.